Ca sĩ Trịnh Thăng Bình có một bài hát tên là Môn Đăng Hộ Đối. Không biết là mọi người đã từng nghe qua bao giờ chưa? Năm mình nghe bài hát đó thì mình mới học lớp 11, 12. Xong rồi mình nghĩ là, ôi tại sao lại là môn đăng hộ đối? Có phải chỉ cần trong tình cảm hai người thật lòng yêu thương nhau, hai người có cảm giác với nhau thì đến với nhau sẽ cùng cố gắng được đúng không? Ví dụ như mình chưa có gì thì mình yêu thương nhau, mình hiểu nhau, mình tạo dựng từ từ chứ đâu nhất định phải là môn đăng hộ đối. Nhưng mà sau này rồi mới biết môn đăng hộ đối thực sự rất quan trọng. Hồi xưa thì ông bà hay nói là môn đăng hộ đối, nồi nào úp vung nấy. Ngày nay thì mình có những câu nói nó văn chương hơn, nó hoa lá hơn, như là gió tầng nào gặp mây tầng nấy. Có những mối quan hệ nó đi ngang trong cuộc đời của mình, nó không hẳn là tình yêu, cũng không phải là tình cảm, có nghĩa là tụi mình chưa có phát triển lên tới cái mức đó. Nhưng mà qua những lần tiếp xúc, những lần gặp nhau á, thì mình cũng đã biết là môn đăng hộ đối học. Dùng môn đăng hộ đối thì nó có nghĩa là nghe nó có vẻ cao siêu quá, như phải giàu thật giàu, con ông nọ con bà kia. Mình sẽ dùng người nào vung nấy đi cho nó hợp lý. Ví dụ như mình hay sử dụng quần áo second hand đúng không? Nhưng mà yêu cầu của mình nó không cần phải quá hợp thời, chỉ cần nó không lỗi mốt và vải của nó không xấu, có nghĩa là vải nó không nhăn. Còn giá cả thì nó có thể rẻ, có thể mắc, đó là tùy vào điều kiện kinh tế của mình lúc đó. Nhưng mà yêu cầu của mình là phải gọn gàng. Mình cực kỳ bị ấn tượng bởi những người quần áo gọn gàng luôn. Mình không biết là trang phục của họ bao nhiêu tiền, nhà dép bao nhiêu, nhưng mà chỉ cần gọn gàng và sạch sẽ là được. Đó không phải là do mình có nhiều tiền, mình dùng đồ hiệu hay là gì hết, nhưng mà đó là cách mình sử dụng tiền một cách hợp lý. Khi mà mình tiếp xúc với những bạn khác giới nhưng mà các bạn lại kiểu quần áo nó bị thư chỉ hay là gì đó, mình biết là khi mình gặp một người nào đó mình muốn giao lưu với họ thì mình cũng đã đặt một số cái kỳ vọng nhất định nào đó. Nhưng mà khi mà bên nó không có đạt được cái kỳ vọng đó là mình cảm thấy hơi thất vọng. Tại vì mình cũng thừa nhận luôn là mình rất là coi trọng ngoại hình. Nhiều khi mình có thể xòe xòa, mình có thể bừa bộn, nhưng mà người bên cạnh mình rất là quan trọng. Thì đó là một kiểu tiêu chuẩn kép á, bây giờ mọi người hay gọi như vậy. Và mình nghĩ là khi mà nó đã trở thành một cái lối sống, một cái cách suy nghĩ trong đầu rồi cũng rất là khó thay đổi, nên là mình đã quyết định là mọi thứ chỉ dừng lại ở mức xã giao. Hoặc là khi mình đi ăn chẳng hạn với những người mà có điều kiện kinh tế nhiều hơn mình gấp nhiều lần, mình cảm thấy hơi ngại, hơi khó chịu, hơi e dè. Ví dụ như họ cũng sẽ dẫn mình tới những cái quán bình dân thôi, nó không có gì gọi là quá xa xỉ, và mình hoàn toàn có thể không tán được những cái bữa ăn đó. Nhưng mà tự giác mình cảm thấy như kiểu là vì mình á nên là họ phải ăn những cái địa điểm bình dân như vậy, chứ bình thường thực tế thì họ không ăn những chỗ đó. Mặc dù mình buôn bán, mình biết có rất là nhiều khách tới những quán bình dân tại vì họ cảm thấy phục vụ được, ăn uống hợp khẩu vị nè, thì họ cũng ghé tới ghé lui. Nhưng mà cái lúc như vậy mình cứ cảm thấy nó kiểu gì á, nó kiểu gượng gạo làm sao đó. Và tới lúc mình ăn mình cũng cảm thấy không thoải mái, trong khi đối với mình ăn uống nó phải là cái lúc mà mình cảm thấy thoải mái và vui vẻ và cực kỳ tự tin. Tại vì nó là cái lúc mà mình là chính mình chứ không phải là ai khác. Có một lần thì mình được mời đi ăn bánh canh ghẹ, mà trước giờ đối với điều kiện kinh tế cũng không hẳn là quá khó khăn, nhưng mà mình cũng ít có điều kiện được ăn ghẹ. Và sau này thì mình cảm thấy những món đó cũng không có gì gọi là phải ăn nhiều, phải thèm khát hay là gì hết. Mình cũng ít ăn ghẹ tại vì mình nghĩ là nó ít thịt và mình lười phải lấy cái kìm bấm để lôi thịt ghẹ ra. Sau đó mình được mời đến bánh canh ghẹ thì nguyên một con ghẹ rồi tô bánh canh, mình ăn hết bánh canh, mình chửi ghẹ lại mọi người. Mọi người thấy mắc cười không? Xong rồi bạn của mình kiểu mày ăn kiểu gì mà lạ lùng quá vậy, bánh canh ghẹ mày không ăn ghẹ hả? Xong rồi mình vẽ lại dạ, dạ em xin lỗi, tại vì trước giờ em cũng biết ăn ghẹ mà em cũng không biết ăn ghẹ. Cái cảm giác mà mình lúng túng trước mặt một người khác giới, sau đó là mình không biết làm sao để mà đặt được cái càng ghẹ để lấy cái thịt trong nó ra một cách thùy mị, một cách nữ tính. Tại vì những cái người bạn của mình đa số là lớn tuổi hơn mình,
một vài tuổi, nên là mình cảm thấy mình lúng túng và vụng về mình như một đứa con gái. Đấy là con gái của bạn mình luôn á. Khi mà mình không biết ăn bánh canh dẹ, mình không đập được, mình ngại lắm, xấu hổ vô cùng. Thật ra thì mình thích được đưa tới ăn những cái quán bên lề đường, những cái quán bình thường thôi. Và ví dụ như hộp vịt lộn thì mình có thể lấy cái muỗng mình đập xong rồi mình lấy trứng ra mình ăn một cách bình thường, chứ không có phải là cầu kỳ ăn xong bắt đầu lem nhem hết ra thì mình cực kỳ ngại luôn. Hoặc là về những cái phong cách sống hàng ngày, lâu lâu thì mình cũng thích đọc sách, không phải là trí thức hay gì, nhưng mà mình nghĩ là đọc sách nó cũng vui và nó cho mình thêm một phần kiến thức nào đó. Nếu như mà mình có thể chia sẻ được cái cuốn sách đó, cái nội dung đó, ý tưởng đó với cái người bạn đi chung với mình thì thực sự quá tuyệt vời luôn. Hai đứa có thể dành thời gian uống cà phê và bàn luận với nhau á về một cái vấn gì đó, cũng có thể là đồng quan điểm, có thể là quan điểm trái ngược, nhưng mà nói chung là có những chủ đề chung để nói chuyện. Chứ nếu hai bên đều có những công việc riêng thì đương nhiên phải có rồi, nhưng mà nếu không có chủ đề chung á thì cuộc những cái lần gặp nhau thật sự là không biết phải nói gì, không biết làm gì. Và một bên thì nói chuyện kiểu đọc sách nhiều nó sẽ hơi có cái gì đó, nó có dấu chấm phẩy, có lên có xuống, nó hơi văn chương. Còn một bên thì sẽ không có thích cái kiểu nói chuyện mà hơi văn chương sách vở như vậy lắm, thì dần dần cũng sẽ cách xa nhau và mình cảm thấy như vậy rất là tốn thời gian. Nói đi nói lại cũng phải nói là gió tầng nào mây tầng đó. Nếu như mà mình muốn gặp được những người mà có thể thấu hiểu được mình, có thể cùng đọc sách với mình, có thể hiểu được những cái thói quen nếp sống hàng ngày của mình, thì cơ bản mình cũng phải càng ngày càng hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn nữa. Tại vì mình không thể nào mà yêu cầu một ai đó thay đổi vì mình được, mà mình chỉ có thể tự thay đổi chính mình để mình trở nên tốt đẹp hơn của chính mình ngày hôm qua. Như vậy thì mình có thể tỏa ra những cái năng lượng gì đó rất là tích cực để thu hút được những cái nguồn năng lượng tích cực khác, và mình thích cuộc sống như vậy hơn. Và cảm ơn các bạn đã xem podcast đầu tiên của mình. Mình là Bảo Móm và chúc mọi người một buổi tối tốt lành.